Chào các bạn, đây là kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Chiều nay ngày 25 tháng 8, U23 Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2023 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8 ở buổi tập này nhóm cầu thủ đá chính ở trận bán kết chủ yếu tập nhẹ nhàng để hồi phục nhóm cầu thủ còn lại tập bình thường theo giáo án của huấn luyện viên Hoàng Tuấn dù trải qua lịch thi đấu dày đặc nhưng không cầu thủ nào của U23 Việt Nam gặp chấn thương trước đó ít giờ đồng hồ huấn luyện viên Hoàng Tuấn đã tham dự cuộc họp báo trước trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2023 trả lời truyền thông chiến lược gia 55 tuổi khẳng định U23 Việt Nam hiện tại rất khác so với đội U23 giành huy chương đồng tại SEA Games 32 vừa qua. Huấn luyện viên Hoành Tuấn cho biết, tôi đã nói với các cầu thủ nhiều lần rằng các trận đấu tại giải U23 Đông Nam Á sẽ rất khác cả huấn luyện viên và chiến thuật cũng vậy, không thể so sánh giải đấu này với SEA Games 32. Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia hôm qua đã chứng minh điều này, trong bóng đá không có sự lặp lại. Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng U23 Việt Nam đánh giá rất cao sức mạnh của U23 Indonesia, họ là đội bóng mạnh của huấn luyện viên giỏi người Hàn Quốc, người biết cách thay đổi chiến thuật linh hoạt, họ có nhiều cầu thủ giỏi, giàu kinh nghiệm và sẵn sàng thay đổi theo chiến thuật của đối thủ. Huấn luyện viên Hoàng Hình Tuấn cũng cho biết kết quả của trận chung kết không chỉ dựa vào chiến thuật mà còn phụ thuộc cả vào yếu tố ngoài sân cỏ. Ông khẳng định U23 Việt Nam không có ưu thế về lực lượng ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Shin tae của U23 Indonesia cũng dành sự tôn trọng cao độ cho U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định cùng U23 Indonesia vô địch không phải là mục tiêu duy nhất tại U23 Đông Nam Á 2023. Tôi muốn các cầu thủ tiến bộ hơn nữa sau giải. Huấn luyện viên Shin tae cũng cập nhật về tình hình lực lượng của đội nhà trước trận chung kết. Chúng tôi không có lực lượng mạnh nhất. Ngoài ra, không ít cầu thủ còn không được thi đấu tại giải quốc nội, chỉ có số ít đã dự SEA Games 32, nhưng chúng tôi đang tiến bộ và thay đổi mình qua từng trận đấu. Chiều ngày 25 tháng 8 diễn ra lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại U21 quốc gia 2023. Tại lễ bốc thăm, ban tổ chức đã có những thông tin quan trọng về giải đấu năm nay. Theo đó, mỗi câu lạc bộ dự giải sẽ được đăng ký tối đa một cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch Việt Nam tham gia thi đấu. Tất nhiên, những cầu thủ này phải đảm bảo điều kiện trong độ tuổi từ 16 đến 21 để thi đấu giải. Đây là một nét mới của ban tổ chức nhằm tạo cơ hội cho bóng đá Việt Nam tìm kiếm thêm những gương mặt cầu thủ Việt kiều tài năng bổ sung cho các đội tuyển Việt Nam. Vòng loại U21 quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 9 năm 2023 với sự tham dự của 22 đội và được chia làm 4 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tại địa phương đăng cai, tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Bảng A gồm Hà Nội, Luxury Hạ Long, Phú Thọ, PVF Công an Nhân dân, Trung tâm bóng đá Đảo Hà, Việt Theo. Bảng B gồm Hoàng Anh Gia Lai, Huế, Con Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Ở bảng C có sự góp mặt của Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa và Tây Ninh. Trong khi đó, 5 đội gồm Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tranh tài ở bảng D. 4 đội đứng thứ nhất, 4 đội xếp nhì và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất tại 4 bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết U21 quốc gia 2023. Tổng cộng sẽ có 12 đội tham dự vòng chung kết, gồm 10 đội vượt qua vòng loại và hai đội chủ nhà Thanh Hóa, Sông Lam, Nghệ An. Sau lễ bốc thăm chia bảng AFC Champions League 2023-2024 diễn ra vào chiều qua ngày 24 tháng 8, đã xác định được bảng đấu của Hà Nội FC. Theo đó, đại diện của bóng đá Việt Nam nằm ở bảng G, cùng các đội Vũ Hán của Trung Quốc, Pohang Steelers của Hàn Quốc và đương kim vô địch giải đấu Urawa Red của Nhật Bản. Mới nhất, lịch thi đấu của Hà Nội FC tại bảng đấu này cũng đã được xác định. Theo đó, đại diện của Việt Nam sẽ ra quân trên sân nhà gặp Pohang Steelers vào ngày 20 tháng 9, Trận lượt về giữa hai đội diễn ra vào ngày 29 tháng 11 trên đất Hàn Quốc. Với hai đối thủ còn lại, Hà Nội FC lần lượt gặp Urawa Red vào các ngày mùng 4 tháng 10 trên sân khách và mùng 6 tháng 12 ở sân nhà, gặp Vũ Hán vào các ngày 24 tháng 10 trên sân khách và mùng 8 tháng 11 trên sân nhà. Theo thể thức của AFC Champions League 2023-2024, 20 đội ở khu vực phía đông được chia làm 5 bảng, mỗi bảng 4 đội, 5 đội nhất bảng cùng 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng loại trực tiếp, nơi có sự hiện diện của các đội ở khu vực phía Tây. Trang chủ Man City vừa xác nhận đã chiêu mộ thành công Doku từ Rennes, giá trị của thương vụ này là 55 triệu bảng. Cầu thủ chạy cánh người Bỉ đã đặt bút ký và bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Man City. Trong ngày ra mắt đội bóng mới, Doku cho biết Hôm nay là một ngày tuyệt vời của cá nhân tôi, nhất là về sự nghiệp cầu thủ. Man City là đội bóng xuất sắc nhất thế giới, vì vậy được gia nhập đội bóng này là điều rất đặc biệt đối với tôi. Đồ cù là tân binh thứ ba của Man City ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023, cầu thủ người Bỉ nổi trội ở khả năng bứt tốc và tranh chấp trên phần sân đối phương. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau